Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Ok, hello các bạn. Chào các bạn đến với trên Hồ Quang Dung với là cuộc sống ở châu Phi. Ngày hôm nay là mình đang có mặt tại bản Văn Ba mọi người ạ. Hey, hôm nay đi thăm một gia đình. À, ba cụ của quân nhân. Có mẹ bố ta đi. Amai tao. Amai bị tao là lao. Là lao ra. Ông mày về luôn. Ta ta mày mày. Tay. Tay tay đi. À sao? À. Ok. Ta dormi, ta duente. Ta duente chứ? Ta duente, ta duente. À, trước thì cũng có một chị là chị Eliza Bùi, không chị Eliza Bùi mọi người là muốn đến gửi cho ba cụ một bao gạo. Thì hôm nay là mình mang món quà đến để mà gửi cho ba cụ luôn. Thì thăm ba cụ luôn. À cô là à. Mày. Ainda acorda o acorda. O Alex, o filho Alex veio. Ờ. À. Bố ta đi. Bố la lê. Ta bàn đu la. À, ta duente. Dạ, mà mày. Hoje veio para dar arroz, já? Para cozinhar arroz, sim. Arroz, arroz, arroz. Arroz aqui. Ah, arroz aqui. A massa depois vai... A massa ficou, né? Massa com aquela ouro ontem tem que devolver no Matia. Ela vai ficar arroz, já? O arroz para cozinhar, já? Esse arroz. Ah, você que neta, né? Sim. Para levar só. Daí, vai lá. Múa bao gạo cho ba, múa vào thăm ba. Viva, viva. Yeah. Ok. À, bate mão. Bate mão aqui. Bate mão. Bate mão. Yeah. Yeah. Ông Hoàng đấy bay là ba cụ là mình cũng mở sơ qua một cái đó đó. Mình cũng mở sơ qua một cái là ba là mẹ Việt Nam ấy. Dạ, mẹ anh hùng mọi người. Dạ, mẹ anh hùng ấy. Có nghĩa là có nhiều rất nhiều người con trai mà bị mất trong chiến tranh và bây giờ là ở với con dâu mọi người, con dâu và có một cháu dâu nữa hay một con dâu nữa ở đây và bây giờ là con thì chết cả mất cả rồi, con chỉ có một người con dâu duy nhất là ở lại với ba thôi, là nuôi ba đây. Lần trước là mình cũng đến thăm rồi, đã đến thăm một lần rồi. Hôm nay là tiền thể có món quà của chị Eliza thì của cô Eliza thì muốn mình gửi đến cho ba cụ một món quà bao gạo mọi người. Agora já o que ela outra já foi visitar aqui, né? Sim, sim. Aí já foi coisa na outra. Ah, foi na Lavra. Na Lavra. Ah, sim. Mas, okay. Mas daqui a pouco vai chegar. Sim, sim. Sim, sim. Aí. Vamos ver ele dentro também, então. Já fica bem para cozinhar para ele, né? Sim. Ah, vê só as casas aqui quando que chuva tá cai água? Sim. Aonde? Aqui. Aonde? No quarto aqui? Sim. Ah. Ah, que cai aqui? Sim. Ah, ok. Ah, essa aqui só levantaram? Sim. Pai, depois como que tá? Ah, vamos tirar a chapa. Vamos tirar a chapa sim, e manda sim. Só vem ajudar para trocar essa para ela. Sim, sim. Porque esse tempo de chuva, ah, é? Muito mal. Ah. Tá dormindo aqui dentro, sim, coisa. Sim. Ah, ban gay, tem con, nguyên, mọi người. Hey. Ok. Tá muito bom. Hey, mà ngày xưa là cũng đến mấy lần thôi. Dương đêm mà kiểu đến con ấy. Ta dormi bene. Dormi bene. A tua casa ocupa aquela chiva, com o culá. Ah, ok. Ba cụ 115 tuổi, mà bây giờ là 116 rồi. Agora já tem 116. Yeah, aproximadamente. 116 tuổi mà bây giờ còn rất là khỏe. Hôm nay chỉ chắc ông vặt thôi. Yeah, agora posso dormir. Yeah. Ba dormi. Ba dormi ra. Ok. Sim, senhor. Já, tchau, tchau, já. Tchau. Tchau, tchau. Já, tá bom. Já, tchau, tchau, já. Já, já, ok. Mas hoje não foi lá no coche, na Mallorca? Sim, saí lá muito cedo, porque tenho que trabalhar um bocado aí na escola, onde tenho os alunos. Aí no 5, no 5 quilômetros. Mas você está fazendo o que aí? Bem, ali, fico ali aproveitar aquela hora que os alunos saem. Pronto, trabalho um bocado, lhes levo lá na cidade, nas casas dele, só para fazer um bocado de gasolina, para a Aleluia andar. Senão, ok. Senão a Aleluia não anda. Ah, está muito sim, vivo, está muito sim. Bom. Yeah, sim, yeah, sim. Tá... Também vou te mostrar lá, ah, onde okay, eu ando okay. Estar aí. Então trabalhar. Faz muito dinheiro, né? Ah, já, mais ou menos, já dá. Porque às vezes aqui no bairro tem doente,
à noite, tenho que levar. Por isso que não dá para a moto ficar sem gasolina. Ah, ok, đây. Sim, sim. Bà, các bạn hãy có một công việc thêm từ cái xe ba gác mọi người. Một lát này thì mình cũng chắc là vận chuyển học sinh vậy. Thì một lát mình sẽ là quay bạn xem. Dạ, yeah, mình được thấy là đầu kiểu ngố là bản mắm ba được cái là đẹp, đẹp hơn so với rất nhiều thôi bản khác. Rồi, aqui tá bom. Tá bom, porque esse é o grupo do número 1 da Pampa, já idêntico com tudo aquilo que lhes ensinaste, é que quando é plantado tem que fazer distância. Yeah, yeah, não pode meter muito num lugar só. Sim, agora estão a aprender. Sim, sim. Mình đi qua rồi nên là chỗ trông cho nó đẹp mọi người, khoảng cách cả kiểu chứ không phải là như các bạn khác. Nói chung là bà có bạc trưởng thôn nên là nếu mà học biết cái gì đó là sẽ gọi là truyền đạt lại người dân bản rất là nhiều. Alex, já fui procurar mais outro terreno que dá para que tem água que dá para meter o arroz. O arroz? Aqui está aí, né? Já, ainda está mais ali. Ah, ok, já vamos lá ver. Sim, sim. Ok, já. Bây giờ mấy ngày hôm nay là em Arianu là về các phú nhân, về các của em đi lạc về em lạc tống là đang hoàn thành nốt cái vùng đất trong sẵn mọi người. Ok, gọi là bây giờ là bác ấy muốn đưa mình ra xem mảnh đất để mà trồng lúa mọi người. Bây giờ trồng lúa là chắc là phải thử nghiệm ở khu vực này thôi. Đây, đây, ở kia này. Ok. Sim. Tá bonito. Já experimentamos com a charrua, trabalha bem. Aí, já experimentaram aqui? Isso é a experiência que fizemos. Ok. Aí, bác ấy. Hôm trước là mình nói là phải cay lên mọi người. Bạn đã thử cay lên cả kiểu này. Bạn ấy thật sự bạn ấy rất là muốn gọi là là trồng lúa mọi người, rất là muốn trồng lúa ở đây, thử nghiệm đây và khu vực này. Mà mình cũng đã để ý khu vực này rồi. Thế như là trước mình nói là bà có một cái giống lúa nước mọi người. Và sau đó thì bây giờ là anh em mình đang xem là có thể đi vùng đất nào mà có nước, có thể có nước chảy vô chảy ra, có thể mà khống chế cái lượng nước đi vào đi ra. Tem xem em đi đây tụt tên rồi. Depois tem mấy xà rua tem que fazer assim. Đấy, thì được cái là apanhar o todo o capim. Já vai tudo o capim, sai capim tudo o capim. Sim, sim. Ui, água muito aqui. Đây nước nhiều ấy. Mas agora tem pouco de seco esse lado aqui. Aquele lado aqui seco aqui. Sim. Vamos só para cavar que? O tanque. Tanque assim grande. Para guardar água. Guardar água. Água. Tá bem. Depois, quando quitar coisa, precisa de água, pode só para tirar, meter ali em cima. Tá bem. Depois do chefe do tropa aí, é sempre aqui, né? Sempre está mesmo aqui. Estou a cuidar. Cuidar porque. Ele está ocupado muito ou o quê? Ele está muito ocupado. Ele é só pro ano, só vem uma vez ou duas vezes ver o coiso, o gado. Ok. Eu estou a controlar. Ok, aí được cái là bò, cả con bò của ông sếp bộ đội của bác trống cói là cũng là sẽ là lợi thế để mà có thể vừa cày bừa cũng như có phân chuồng, phân bò, phân chuồng các kiểu mọi người. Đấy, phân bò các kiểu nó cũng được. Nói chung là bây giờ là khu vực này thì sẽ trồng lúa, trồng thử nghiệm đấy luôn mọi người. Đấy, trồng thử nghiệm đấy luôn, phải cày bừa lên các kiểu. Để hôm sau mình nếu mà có cái máy cày vào thì cũng nhanh mọi người. Máy cày của Quang Lĩnh vào cũng được. Hãy cày bừa thử làm một cái vườn lụa ở đây. Hãy cày bừa lụa ở đây mọi người. Nó có được không này? Giờ có là để ra mà vai meter onde? De ra mà vou meter aí. Aí, aqui. Ok. Aí onde tinha curral do que dos boi. Tem muitos trubes. Então, essa coisa é linha aqui, vamos fazer meter tudo, tipo de coisa. Tá bem. Ok? Sim, sim. Chắc là đây mình sẽ có thiết kế một cái nông trại, mini nông trại mọi người. Gọi là một cái nông trại nhỏ đấy, cái mô hình nhỏ đấy mọi người. Bạc trường thôn đấy. Mình thấy rất đẹp, cảnh đồng cỏ rất đẹp. Như Việt Nam luôn đấy. Đây, bây giờ là chỉ trồng lúa thôi. Ok, mỗi tuần bồn. Đấy, bây giờ mình sẽ làm đâu ở tầm khoảng thử nghiệm không một sao mọi người, một sao lụa thôi để xem như nào, một sao như vậy thôi. Cũng hy vọng là thành công mọi người, nếu mà thành công được thì tuyệt vời luôn đi. Cả bản này sau này là về cái vấn đề mà ăn cơm ăn gạo là không còn là một thứ gì đó xa xỉ rồi. Đấy, và bà trưởng thôn là sẽ là người đi đâu trong cái việc trồng lụa ở đây. Nếu mà được sau này sẽ là hướng dẫn người dân bản là sẽ ai cũng có hạt giống, và mọi người hạt giống thì là sẽ để trồng thôi.
Ok, tá bom. Sim, sim. Muito bom assim. Tá bem, tá bem. Agora vamos para o teu trabalho. Ah, tá, sim. Fazer dinheiro lá. Já, já, já. Vou te mostrar aí no meu trabalho. Ok. Ah. Agora, todo dia que está aí ou não? Não, não. É. Só vou lá quarta-feira e sexta. Ah, dois dias? Ah, dois dias. Que tem mais alunos? Sim, sim. Porque a partir de segunda-feira, assim, também, eu faço outro trabalho da lá. Ok, sim, sim. Aham. Aí, barreira lá thông minh, mà bê. Rất chịu khó nữa. Làm hôm nay thứ tư là về sớm để mà vào bản mà để mà ra ngoài để làm kiếm thêm tiền mọi người, mà chủ yếu thêm tiền để mà đổ xăng để mà đi lại trong bản, với lại là những công việc chúng thôi. À, bây giờ có tem que esperar um pouquinho. Dạ dạ. Assim daqui a pouco nós vamos. Chúng ta về. Vamos sair. À, vamos sair aqui. Ok bạn đấy. Bây giờ là mình đang có mặt tại một trường mọi người, một trường của bác trưởng thôn hay đứng ở đây. À, có SCA có là não já sai ainda? Nada ainda, mas daqui a bocado vamos começar já a sair. Ah, uma vez você que leva três ou quatro pessoas? Já é isso. Seis pessoas? É isso, é isso. Ah, đây mọi người, đây là một công việc phụ của bạn đường thôn nữa. Khu vực này là cùng từ cái bản Bamba đi ra mọi người. Và đây là trường học. Bây giờ là sẽ là đưa đón các học sinh. Mà chắc tầm khoảng 3 phút nữa thì mới có học sinh mọi người. Ok. Đấy, bác, você muito vivo, tá bom, tem certo sim. Para aguentar o coisa, é isso, o trabalho. É. Mas agora o aluno também já tem um conhece, né? Ah, já me conhece, já me conhece. Ok. Bây giờ là phải chờ học sinh ra mọi người. Chờ học sinh ra để đưa đoạn về. Tại vì cái trường này rất là xa so với tổng thị trấn của mình ở. Cho nên là một cái chuyện như vậy là bạn phải lấy một lần là 100 quán hay là 200 quán gì đấy của cái học sinh. Đấy. Và sẽ chờ một chuyện như vậy, chờ một ngày như vậy, chờ trong khoảng 3-4 chuyện mọi người. 3-4 chuyện để mà kiếm thêm đồ xăng. Đồ xăng để mà phục vụ cho việc của bạn. Chờ những cái vật liệu xây dựng và chờ người dân bản đi làm ngoài rẫy mọi người. Làm ngoài chỗ những cái vùng đất mà cái rẫy mà cái chỗ mà trong đầu, trong ấy là những cái vùng đất của cống mọi người. Đấy. Hoặc là những người ai ổn các kiểu là sẽ chờ trong đêm luôn. Ok. Mà também tem que andar com cuidado, já? É isso. Cuidado. Bây giờ là gọi là đầy quá cho nên là bây giờ mình không thể lấy được mọi người, mình phải chờ bạn ấy chuyển sổ mọi người, để mình bán xe về riêng. Dạ, phải cho anh về nhá. Đi vào trong. Đấy, chúng ta muốn sử dụng mà. Nó qua thì lúc này là mình là đang quay nhưng mà cả em học sinh không thích quay lắm cho nên là mình dừng quay mọi người. Rồi ủi nhau ra mấy tờ cây nhỉ? Quan tỷ. Một chút đồng nhìn. Ai? À, bạn gái đồng bề. Ở đây cùng cùng. À, đây. Rồi, rồi, ra mấy tờ cây chứ nè. Kí đấy xóa xin. Sì sì. Đợt tres về nè. À. Ok đấy bạn. Bây giờ là bà cây bây giờ là ngoài công việc làm thêm là chuẩn bị sẵn dầu cho xe máy mọi người, cho xe cái ra để mà làm những công việc ở bản. Yeah, now what is so? Em nó quy định nào đó. Xin đi nhờ para você meter gasolina. Ah, beta. Yeah. First day. Ok. Ôi bạn này thì về đám mai chắc mình sẽ có mới. Một video khá là vui và cho các bạn biết thêm được một cái công việc chính của bác trưởng thôn, à công việc phụ bác trưởng thôn để kiếm thêm gọi là tiền đổ xăng xe cho Calia mọi người. Thì bọn mình cũng cảm ơn rất là nhiều để luôn quan tâm và theo dõi kênh Quang Dũng Vlog cuộc sống TV. Các bạn thấy video này hãy để nhiều trên một like, một share. Mọi người kênh Quang Dũng Vlog cuộc sống TV được không nhá. Vậy chào các bạn, chào các bạn. Chào các bạn. Ok, bây giờ mình về. Yeah, what are you doing? Chào các bạn. Ok, ok. Chào các bạn. Ok, ok.